quý vị có một buổi trưa cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau. Huyện Đất Đỏ đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Nhiều hoạt động thăm hỏi chúc Tết tặng quà tại các địa phương trong tỉnh. Ngày hội ẩm thực mâm cơm ngày Tết tại trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo. Như thường lệ, chương trình Hòa nhịp phát triển mở đầu bằng phần thông tin địa phương. Trước hết là những ghi nhận từ huyện Đất Đỏ. Chiều qua, huyện Đất Đỏ tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Đất Đỏ 2003-2018 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Đến dự có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những thành tựu dễ dàng của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả nổi bật của huyện Long Đức nói chung, huyện Đất Đỏ nói riêng. Ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152 thành lập huyện Đất Đỏ trên cơ sở chia tách từ huyện Long Đức. Sau 15 năm, quy mô kinh tế của huyện tăng 51 lần. 4 trong tổng số 6 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện đạt 6.400 tỷ đồng. Mạng lưới giao thông phát triển đồng bộ, 100% hộ dân có điện sử dụng, 96% hộ được sử dụng nước sạch. Huyện luôn chăm lo xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, năng lực lãnh đạo của đảng bộ không ngừng được nâng cao. Nhân dịp này, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đất Đỏ đã tổ chức đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước. Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm tặng quà và chúc Tết đồn biên phòng 496 Phước Hải và các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Đến thăm gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ, lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống hàng ngày của các mẹ và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, lãnh đạo tỉnh kính chúc các gia đình đón một mùa xuân mới vui tươi hạnh phúc. Tại đồn biên phòng 496 Phước Hải, lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị và nhắc nhở cán bộ chiến sĩ vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đất Đỏ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đây là nền tảng quan trọng để các cơ quan, đơn vị địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục xây dựng chương trình hành động, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2019. Tại buổi gặp mặt chúc Tết các cơ quan trực thuộc huyện ủy Đất Đỏ, Thường trực huyện ủy Đất Đỏ đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua của huyện và từng cơ quan, đơn vị địa phương. Nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, Bí thư huyện ủy Đất Đỏ chúc toàn thể cán bộ, nhân viên các đơn vị năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng và mong muốn cán bộ, nhân viên các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm mới. Nhà hàng Lan Rừng phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Bảo trợ xã hội huyện Đất Đỏ tổ chức trao 50 suất quà cho đối tượng bảo trợ xã hội tại thị trấn Phước Hải và xã Long Mỹ. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đây là những phần quà đầy ý nghĩa giúp các hộ khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị giao lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019. Để đảm bảo tốt công tác giao quân đủ số lượng và chất lượng, ngay từ đầu năm 2018, huyện Đất Đỏ tổ chức đăng ký cho 100% thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua công tác xét duyệt, huyện có 779 thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe. Kết quả 170 thanh niên đủ sức khỏe, trình độ văn hóa và tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ. Sau khi nhận lệnh giao nhập ngũ của huyện, các xã thị trấn sẽ tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ cho từng thanh niên trên địa bàn. Lễ giao quân năm 2019 sẽ được huyện Đất Đỏ tổ chức vào sáng ngày 21 tháng 2. Năm 2018, trên địa bàn huyện Đất Đỏ không xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Trong năm, công an huyện làm rõ 39 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 79%. Xử lý hình sự 16 vụ mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy với 22 đối tượng. Xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xã hội hơn 340 đối tượng với số tiền hơn 550 triệu đồng.
Năm 2019, Công an huyện Đức Đỏ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công an huyện sẽ tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống các hoạt động buôn bán sử dụng pháo nổ trái phép dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018, có 4 tập thể và 14 cá nhân Công an huyện Đức Đỏ được Công an tỉnh tặng giấy khen, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Chuyển sang những thông tin trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Đảng ủy khối cơ quan văn hóa xã hội thị ủy Phú Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018. Năm qua, đảng bộ khối cơ quan văn hóa xã hội thị ủy Phú Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục chú trọng công tác đảng, chính trị, tập trung hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Kết quả, ngành giáo dục đào tạo đã nâng cao chất lượng dạy và học. Tỷ lệ trẻ ra lớp ở bậc tiểu học, trung học cơ sở đều đạt từ 99 đến 100%. Nhiều hoạt động văn hóa thể dục thể thao được tổ chức rộng khắp. Công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. Năm 2018, Đảng bộ khối cơ quan văn hóa xã hội thị ủy Phú Mỹ đã kết nạp mới 3 đảng viên, 100% cán bộ đảng viên giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Theo đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng bộ khối cơ quan văn hóa xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 6 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp theo là những thông tin về hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo tại thị xã Phú Mỹ. Lãnh đạo thị xã Phú Mỹ cùng đại diện các công ty doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo tại 10 xã phường trên địa bàn thị xã. Mỗi suất quà trị giá 5 triệu đồng do các công ty doanh nghiệp hỗ trợ. Tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh đời sống của từng hộ gia đình, đồng thời động viên các gia đình luôn lạc quan trước mọi hoàn cảnh, nỗ lực vượt qua khó khăn bệnh tật để đón xuân mới. Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ vừa tặng 60 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Liên đoàn Lao động thị xã Phú Mỹ giúp các công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã có thêm điều kiện vui xuân đón Tết. 96 nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ vừa được nhận quà Tết từ Hội nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội thị xã Phú Mỹ. Tổng kinh phí tặng quà 56 triệu đồng do Hội nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội tỉnh và công ty nhiệt điện Phú Mỹ 3, khu công nghiệp Phú Mỹ 1 hỗ trợ. Những thông tin liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp nối phần thông tin địa phương trưa nay. Theo báo cáo tổng kết năm 2018 của Công an thị xã Phú Mỹ, trong năm qua, trên địa bàn thị xã xảy ra 210 vụ việc vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với năm 2017, không hình thành phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự. Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2017. Năm 2019, Công an thị xã Phú Mỹ tăng cường mở các đợt cao điểm trong phòng chống, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội mùa xuân năm 2019, các ngành, các địa phương trên địa bàn thị xã Phú Mỹ sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho nhân dân và học sinh. Lực lượng cảnh sát giao thông thị xã và công an các xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng đua xe mô tô trái phép. Ủy ban nhân dân thị xã kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Những thông tin do phóng viên Đài Truyền thanh huyện Long Điền thực hiện sẽ chuyển tải đến quý vị ngay sau đây. Năm 2019, huyện Long Điền đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ du lịch đạt trên 12.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2.700 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt trên 707 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Long Điền giao cho các phòng ban thuộc khối kinh tế huyện và các xã thị trấn thực hiện 42 nhiệm vụ và 7 nhiệm vụ. Trong đó, huyện Long Điền tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường công tác kiểm tra, quản lý công tác xây dựng, san lấp, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ. Tiếp theo là các hoạt động thăm hỏi chúc Tết các doanh nghiệp và tặng quà cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Long Điền. Lãnh đạo huyện Long Điền đã tổ chức đến thăm tặng quà và chúc Tết các đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Long Điền đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các doanh nghiệp trong năm vừa qua, đồng thời chúc các doanh nghiệp năm mới thắng lợi mới,
tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội. Hội nạn nhân chất độc da cam và bảo trợ xã hội huyện Long Điền tổ chức trao tặng 100 suất quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người nghèo trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, thầy Thích Phước Nghiêm, trụ trì chùa Long Hoa đã đến thăm và tặng 100 phần quà Tết cho nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật và người nghèo trên địa bàn huyện. Năm 2018, Công an huyện Long Điền đã điều tra làm rõ 66 trên 81 vụ vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, bắt giữ 142 đối tượng, thu hồi tài sản trả người bị hại trên 2,3 tỷ đồng, bắt quả tang và xử lý 45 vụ với 111 đối tượng mua bán, tàn trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc 93 trường hợp. Đây là kết quả nổi bật được nêu ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Công an huyện Long Điền. Năm qua, Công an huyện Long Điền đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó có công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý ngành nghề có điều kiện. Đơn vị đã vận động nhân dân giao nộp 12 súng tự chế, 3 đầu đạn cối, 75 dao mã tấu tự chế và 45 kg pháo. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông được tăng cường, góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông gây ra so với năm 2017. Thành phố Bà Rịa là địa phương được chuyển tải tiếp theo trong phần thông tin địa phương. Thành phố Bà Rịa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 34 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2015-2017. Trong 3 năm qua, thành phố và các xã phường trên địa bàn đã xây dựng và duy trì hoạt động ban bảo vệ chăm sóc trẻ em, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện đạt 15 tiêu chí về các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Thành phố Bà Rịa có gần 23.000 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm tỷ lệ 21% dân số. Trong giai đoạn 2015-2017, thành phố có 237 lượt trẻ em được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, trên 13.000 lượt trẻ em được thăm hỏi tặng quà, 6 trẻ em được hỗ trợ học nghề, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp chăm sóc. Nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, năm 2019, thành phố Bà Rịa tiếp tục triển khai các hoạt động chủ động phòng ngừa những nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm tỷ lệ trẻ em tử vong và khuyết tật do tai nạn thương tích. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bà Rịa đã tổ chức đón 150 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đây là những quân nhân nhập ngũ vào tháng 2 năm 2017, phục vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải đoàn 18 Biên phòng. Tại buổi đón 150 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Bà Rịa đánh giá cao sự tiến bộ trưởng thành về nhiều mặt của các quân nhân trong môi trường quân đội. Lãnh đạo thành phố hy vọng khi về với địa phương, các quân nhân xuất ngũ sẽ phát huy thành tích, kinh nghiệm đã tích lũy để đóng góp vào công cuộc xây dựng địa phương. Tiếp đó, 100% quân nhân xuất ngũ đăng ký vào ngạch dự bị được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên của thành phố. Năm nay, huyện Côn Đảo được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 10 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 1 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để đảm bảo chỉ tiêu giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã gọi 53 thanh niên trong độ tuổi đủ điều kiện khám sức khỏe. Qua khám tuyển và quá trình thâm nhập 3 gặp 4 biết, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chốt danh sách và gọi 12 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự có 10 thanh niên chính thức và 1 dự phòng, 1 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Tại buổi lễ phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2019, lãnh đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Côn Đảo đã giao lệnh gọi nhập ngũ cho 12 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo và chặt chẽ. 100% thanh niên và gia đình có công dân nhập ngũ hứa chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Năm qua, bên cạnh việc duy trì hai đội ngân hàng máu sống, Hội Chữ thập đỏ huyện Côn Đảo còn tích cực vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua các phong trào Tết vì người nghèo và hải đảo, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, vận động trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học. Hội đã vận động được hơn 630 triệu đồng để hỗ trợ giúp đỡ hơn 1.260 lượt trường hợp. Năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Côn Đảo đã phối hợp khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.500 lượt người dân với tổng giá trị trên 350 triệu đồng. Nhân dịp tổng kết năm 2018,
Hội Chữ thập đỏ huyện Côn Đảo đã trao 50 phần quà Tết với tổng trị giá 20 triệu đồng cho cán bộ hội và hội viên khó khăn trên địa bàn huyện. Với mục đích giáo dục cho các em học sinh về truyền thống và ý nghĩa của bữa cơm gia đình, về những món ăn trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong huyện Côn Đảo tổ chức hội thi văn hóa ẩm thực với tên gọi Mâm cơm ngày Tết. Hội thi mâm cơm ngày Tết của Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong huyện Côn Đảo thu hút sự tham gia tranh tài của 13 đội thi đến từ các khối lớp của trường. Các đội trải qua hai phần thi, mâm cơm ngày Tết và hội chợ ẩm thực. Hội thi không chỉ giúp các em có một sân chơi lành mạnh bổ ích, mà còn giúp các em có dịp trổ tài nấu nướng những món ăn truyền thống mang hương vị Tết của dân tộc Việt Nam. Qua đó giúp các em hiểu và trân trọng giá trị mâm cơm đoàn viên. Con thấy hoạt động này là ý nghĩa, giúp cho con bổ sung kỹ năng để dọn một mâm cơm gia đình, và con biết được sự vất vả của mẹ con khi làm bữa ăn. Trong cái ngày Tết thì mâm cơm của chúng con gồm những gì, và biết được để mà chuẩn bị một cái mâm cơm cho gia đình như vậy thì ba mẹ con đã phải rất là cực khổ. Thầy cô đã cố gắng tham gia và đã cố gắng vận động và có sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của quý phụ huynh để có một cái sân chơi đầy ý nghĩa cho các em và giáo dục cho các em thêm nhiều điều. Thưa quý vị, đến Côn Đảo mà chưa ghé qua Nghĩa Trang Hàng Dương cũng là chưa ra Côn Đảo. Điều này thì như thành nếp của hầu hết du khách, dù là đã đến Côn Đảo nhiều lần hay mới lần đầu tiên. Ngay cả với cư dân tại đảo cũng vậy, Nghĩa Trang Hàng Dương cũng gắn với mọi sinh hoạt thường nhật. Và đã vào Nghĩa Trang thì không thể không đến thắp hương ở mộ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Cũng như rất nhiều khách du lịch, khi đặt chân lên đảo, vợ chồng ông Lê Quang Toại, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh, đến Nghĩa Trang Hàng Dương đầu tiên. Và vợ chồng ông cũng không quên thắp nén nhang lên mộ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Được nghe rất nhiều câu chuyện về tinh thần đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng nơi ngục tù Côn Đảo. Nhưng đến tận nơi, chạm tận tay vào di tích trên từng ngôi mộ ở Nghĩa Trang này, ông Toại như vỡ òa cảm xúc. Ở đây người ta cũng nói có làm cái du lịch tâm linh, tức là đã tới Côn Đảo thì phải tới Nghĩa Trang Hàng Dương, rồi tới thắp nhang cho tất cả các anh hùng liệt sĩ. Thì trong đó đặc biệt là đối với cô Sáu, cô Võ Thị Sáu, thì ngay từ hồi còn bé đã học và cũng đã biết về những cái chiến công của các anh hùng liệt sĩ, trong đó có cô Sáu, thì cũng mong rằng là tất cả các thế hệ sau là chúng ta noi gương những anh hùng liệt sĩ, nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã đấu tranh bất khuất vì độc lập tự do của Tổ quốc. Côn Đảo ngày càng thu hút nhiều bước chân tìm về. Bởi ở đây không chỉ có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, không khí trong lành, mà còn có di tích, dấu tích lịch sử vĩ đại của dân tộc. Ngay cả hiện nay, vào thời điểm năm hết Tết đến, người người nhà nhà đều tất bật, mà hàng ngày vẫn có rất nhiều đoàn khách đến Côn Đảo thăm Nghĩa Trang, viếng mộ Võ Thị Sáu. Viếng Nghĩa Trang Hàng Dương và mộ cô Sáu cũng là rất nổi tiếng ở Côn Đảo. Thì chúng tôi là khách du lịch, cứ hàng năm là có điều kiện là chúng tôi cứ ra đây để viếng mộ cô Sáu, để tưởng nhớ lại những sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ. Thăm viếng Nghĩa Trang Hàng Dương, thắp lên nén nhang trên mỗi ngôi mộ ở đây, mỗi người như thấy đang được trao gửi lời tri ân và lời cầu chúc cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Hàng vạn người con của dân tộc đã vì những điều tốt đẹp của cuộc sống, vì hòa bình